Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Techmark Việt Nam. Vậy là sau bao nhiêu thông tin rò rỉ thì cuối cùng Samsung cũng chính thức cho ra mắt chiếc smartphone tầm trung mới nhất của mình, đó là Galaxy F62. Nhìn sơ qua bảng số liệu thì mình có thể thấy được một vài đặc điểm nổi bật của nó, đó là cấu hình, dung lượng pin và con chip. Vậy thì cùng vào video mình để tìm hiểu sâu thêm về cái chiếc điện thoại mới nhất của nhà Samsung này nha. Đầu tiên, điểm nổi bật nhất và mình nghĩ cũng chính là ưu điểm lớn nhất của Samsung Galaxy F62, đó là pin. Có lẽ là do hiểu được những ưu tiên của người dùng nên là Samsung đã trang bị cho F62 một dung lượng pin cực khủng với 7000 mAh. Và đây cũng có thể gọi là một dung lượng rất là lớn trong phân khúc này tại thời điểm hiện tại. Với dung lượng này thì mình nghĩ chúng ta có thể tha hồ mà sử dụng các tác vụ hàng ngày, lướt Facebook nè, xem phim hay là ngay cả cày game nguyên ngày thì cũng rất là vô tư. Chiếc Galaxy M51 cũng với viên pin là 7000 mAh đã cho thời lượng sử dụng là 13 tiếng không ngừng nghỉ vô cùng ấn tượng. Và điều đó thì càng có cơ sở để chúng ta có thể cùng mong đợi Galaxy F62 làm nên chuyện như là M51. Bên cạnh viên pin khủng thì Samsung Galaxy F62 cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh với công suất là 25W để sạc trong thời gian ngắn mà chúng ta có thể cầm máy liên tục. Và với 25W thì chúng ta chỉ mất khoảng chưa đầy 2 tiếng để full pin thôi. Và điều mà mình không ngờ tiếp theo đó là một chiếc điện thoại tầm trung mà lại được trang bị con chip Exynos 9825. Đây là con chip có trên mẫu flagship Galaxy Note 10 Plus. Có thể nói con chip Exynos 9825 là một con chip cao cấp và hiệu năng vẫn còn rất là mạnh mẽ mượt mà cho đến thời điểm này. Mình nghĩ là với con chip này và cộng thêm việc được trang bị viên pin khủng nữa, Galaxy F62 có thể chiến được rất là nhiều tựa game một cách thoải mái. Galaxy F62 được trang bị RAM 6GB và 8GB. Kết hợp với một cấu hình mạnh mẽ, chúng ta có thể tha hồ đa nhiệm nè, sử dụng song song nhiều ứng dụng cùng lúc. Bên cạnh đó, cùng với bộ nhớ trong là 128GB và 256GB, mình nghĩ là không cần phải lo lắng quá nhiều về dung lượng lưu trữ của nó đâu. Về ngoại hình thì Samsung Galaxy F62 có thiết kế tương tự như bao mẫu máy tầm trung nhà Samsung, với các góc bo tròn và mặt lưng cong từ phía dưới lên. Nói chung thì đây là một thiết kế khá là an toàn, đem đến cho người dùng cảm giác thân thiện và dễ sử dụng. Nói thì thế thôi nhưng mà mình vẫn cho Galaxy F62 một điểm cộng, bởi vì nó có 3 màu sắc cực kỳ độc đáo, đó là Laser Green, Laser Blue và Laser Gray. Từ cách đặt tên thì chúng ta có thể thấy được họa tiết ở mặt lưng của máy được làm theo hình dọc, tương tự như là các tia laser đang chiếu xuống vậy đó. Bên cạnh đó thì ở sau mặt lưng còn có 4 camera và đặt trong module hình vuông, bao gồm đó là cảm biến chính 64MP, camera góc siêu rộng 12MP, camera macro 5MP và camera đo chiều sâu cũng là 5MP. Chúng ta cũng có camera 32MP ở mặt trước để chụp hình selfie và với thiết kế đục lỗ. Galaxy F62 còn được trang bị màn hình với kích thước to lên đến 6.7 inch, mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất khi mà xem phim hay là chơi game. Ngoài ra thì Galaxy F62 còn được trang bị cảm biến vân tay tích hợp nguồn đặt bên ngoài của máy. Có thể nói là điều này mang lại cho máy một thiết kế liền mạch hơn và rất là dễ sử dụng. Bên cạnh đó thì máy còn hỗ trợ là gồm 2 SIM nè, GPS và LTE, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.0 và jack cắm tai nghe 3.5mm và còn được cài sẵn hệ điều hành Android 11 với giao diện One UI 3.1. Tuy nhiên là theo mình được biết thì Galaxy F62 mới chỉ được bán trên thị trường Ấn Độ thôi. Ở Việt Nam thì chúng ta vẫn phải đang đặt hàng và đợi ngày về. Tuy nhiên là tin vui là ở bên thị trường Ấn Độ thì giá bán của Galaxy F62 chỉ xấp xỉ khoảng 7.6 và 8.3 VND cho lần lượt hai phiên bản, đó là 128 và 256GB. Đây là một mức giá quá là hợp lý cho mẫu máy tầm trung mới này của Samsung. Có thể nói mình khá là ấn tượng với cái mẫu máy mới nhà Samsung này. Dù chỉ là một mẫu máy tầm trung thôi, nhưng mà nó có khá là nhiều ưu điểm để mà mình có thể thỏa thích cái sở thích chơi game của mình. Đó là màn hình to nè, dung lượng pin khủng và hiệu năng mạnh mẽ đến từ con chip Exynos 9821. Còn các bạn thấy sao? Các bạn nghĩ sao về chiếc máy Galaxy F62 này? Hãy comment phía bên dưới để mình đọc nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!